giờ con Cám nó giành hát quá rồi à, mà nên bữa nay là chị Tấm nhà em cũng thử âm thanh thôi, thâu thử à, coi âm thanh sao và giọng sao. Hẹn cả nhà một ngày gần đây chị em sẽ hát live stream, cả nhà ủng hộ nha. Trời luôn mọi người ơi. Mọi người một ngày thật vui nha và hạnh phúc. Ủng hộ chị em nha. Cảm ơn cả nhà.